nhìn con nhỏ ngon quá mày. Ngon. Hay mình bắt nó về rồi bán nó cho đồ xanh, trả nợ thay cho cha nó. Nè, các anh mình làm bậy thì đừng có trách tôi nha. Mày nhá. Chị hai. Chị nha. Mẹ. Anh Tom, Tom. Mấy người lại. Mấy người lại, dám làm bậy trong nhà người ta vậy? Mày là ai? Anh Tâm, mấy người này muốn bắt chị hai bán vào lầu xanh. Mày có liên quan gì tới nhà này mà mày dám can thiệp vào chứ? Tính làm hàng xóm tốt bụng hả? Đó, đó là chồng sắp cưới của chị hai tôi đó. À, hèn chi. Nếu vậy con rể có bạc trả tiền cho cha vợ không? Nếu không, tao bắt con vợ mày bán vô lầu xanh để trả nợ. Được rồi, tôi sẽ trả nợ cho các anh. Mày nói thật hả? 20 nén bạc lận đó. Cho tôi 3 ngày đi, tôi sẽ trả cho các anh. Được, tao tạm tin mày. Nếu 3 ngày sau không có tiền để trả thì tao bắt con vợ mày. Mày nhớ đó, tao cho mày 3 ngày, tao sẽ quay lại. Đi mày.